Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Bậc Thầy Tâm Trí chính là bạn, bạn là Bậc Thầy Tâm Trí của chính bạn. Chúng ta gặp nhau ở đây, bạn thấy được video này hay bạn biết đến kênh Bậc Thầy Tâm Trí, tức là bạn đã gửi yêu cầu đến vũ trụ, hoặc tín hiệu vũ trụ muốn gửi cho bạn rằng đã đến lúc bạn phải thay đổi cuộc sống của bạn, thay đổi con người cũ của bạn để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn. Video này dành cho những ai đang mất phương hướng trong cuộc sống. Mỗi khi thức dậy bạn không biết phải làm gì, bạn không có lý do để bước xuống giường. Video này tôi dành cho những bạn sau khi xem qua vài video trên kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Bạn cũng có xíu năng lượng tích cực, bạn có sự phấn khích dâng trào qua những ngôn từ tôi dùng, và sau đó bạn không biết làm gì tiếp theo. Hãy cam kết xem đến cuối video và xem lại, xem thêm vài video về quy luật vũ trụ của kênh, để tâm trí tiềm thức của bạn chấp nhận những kiến thức mới mẻ và giá trị này. Nếu thấy video bổ ích bạn hãy like, đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ nó cho những người bạn yêu thương nhất, để họ có cơ hội thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi như cách bạn đã thay đổi. Hãy để lại mong muốn bằng lòng biết ơn của bạn bên dưới, nó sẽ nâng cao năng lượng tích cực đến vũ trụ và lan tỏa tích cực đến cho người khác. Đến một lúc nào đó bạn sẽ quay lại đây và cảm ơn tôi, cảm ơn kênh Bậc Thầy Tâm Trí, cảm ơn vũ trụ và cảm ơn chính bản thân mạnh mẽ của bạn. Tôi thật sự biết ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tôi trong một tháng vừa qua. Tôi vẫn đang trên hành trình chứng minh các quy luật của vũ trụ thật kỳ diệu thông qua chính kênh Bậc Thầy Tâm Trí này. Tôi đã áp dụng luật hấp dẫn, luật giả định và luật nhân quả vào hành trình của mình để có kết quả như ngày hôm nay và nó chưa dừng lại. Bạn tôi ơi, mỗi ngày tôi chỉ có 2-3 tiếng với kênh này nên tôi có thể bỏ sót câu hỏi của bạn, hay tôi không biết bạn đang trong tình huống như thế nào. Vấn đề thực sự của bạn là gì? Chỉ có bạn mới hiểu rõ vấn đề của mình, chỉ có bạn mới giúp được bạn. Tôi chỉ là người hướng dẫn và chỉ cho bạn một con đường duy nhất đó chính là phải thay đổi tâm trí của bạn, bạn phải thay đổi được suy nghĩ, phát triển tư duy bạn mới có thể thoát ra hoàn cảnh hiện tại, thay vì nằm dài ra lướt Facebook, TikTok hay ngồi đó than vãn về số mệnh của mình. Bởi vì tâm trí là thứ quyết định đến hành động của bạn bên ngoài hiện thực. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn vào vấn đề chính. Bạn có biết bạn nắm giữ một sức mạnh kinh khủng trong vũ trụ này không? Và chỉ con người mới có sức mạnh này. Tất cả mọi người sinh ra đều có sức mạnh này, đó chính là sức mạnh tâm trí. Để mà đi sâu vào tâm trí thì thật sự nó rất phức tạp và trừu tượng trong từng khía cạnh cuộc sống. Có đến 7 loại tâm trí trong chúng ta, và nó thật sự là công cụ mạnh nhất vũ trụ mà bấy lâu nay bạn không biết cách sử dụng. Bạn đã để cho cuộc sống bên ngoài chi phối con người bạn, bạn không có thời gian dành cho nó, bạn không kích hoạt sức mạnh có sẵn của nó và bạn đang lãng phí tiềm năng vô hạn của mình. Bạn có biết những phát minh vĩ đại và sản phẩm lĩnh vực công nghệ trong thế giới ngày nay đều là những sản phẩm của tâm trí con người không? Họ đã tưởng tượng ra nó trước, nó mới thành hiện thực được. Và hoàn cảnh bên ngoài của bạn hiện giờ chính là những gì mà bấy lâu nay bạn đã suy nghĩ và tưởng tượng ra. Đó chính là những quy luật của vũ trụ không bao giờ sai. Giờ tôi hỏi bạn, bạn đang nói bạn mất phương hướng đúng không? Bạn mất động lực đúng không? Vậy bạn có mục tiêu hay mong muốn nào trong đời mà bạn thật sự đam mê và muốn cống hiến không? Đừng nói là bạn không có nhé. Ngay bây giờ hãy ghi ra mong muốn hay mục tiêu của bạn xuống, và hãy ghi đúng như tôi. Ví dụ, tôi là một giám đốc doanh nghiệp, hay tôi là triệu phú. Và đó là phương pháp tôi đã hướng dẫn trong các video trước, đây chính là luật giả định của vũ trụ. Tiếp theo, hãy bắt đầu sử dụng sức mạnh tâm trí của mình thôi nào. Tôi sẽ hỏi tâm trí ý thức của tôi. Nếu tôi là một giám đốc doanh nghiệp thì tôi sẽ làm gì? Bây giờ tâm trí bắt đầu trả lời, và bạn đang sử dụng tâm trí tạo tượng để tưởng tượng ra hình ảnh một giám đốc. Bạn tưởng tượng càng chi tiết càng tốt, bạn đang đi thăm nhà máy trên một bộ vest, bạn đang bước xuống từ chiếc BMW mới nhất, hay bạn đang ngồi ở trung tâm bữa họp để nghe ý kiến của nhân viên. Bạn phải tưởng tượng ra càng nhiều thứ liên quan càng tốt, sau đó, tâm trí tiềm thức của bạn sẽ ghi nhận những hình ảnh này. Và tâm trí tiềm thức không phân biệt được đâu là thực, đâu là tưởng tượng, nó sẽ sinh ra những cảm xúc dựa trên tưởng tượng và từ đó sinh ra hành vi của bạn. Hành vi là bạn đang làm một việc liên quan đến mong muốn của bạn ban đầu,
bạn đang dần dần thúc đẩy con người bạn hành động để tiến tới mong muốn của bạn được hiện thực bên ngoài. Cuối cùng là khi trí tưởng tượng sinh ra cảm xúc, bạn đang phát ra một năng lượng có tần số rung động, và bạn sẽ thu hút những sự kiện có chung tần số, gọi là lực hấp dẫn. Và những sự kiện, con người, tình huống thu hút đến với bạn, bạn nắm bắt lấy, bạn sẽ thay đổi cuộc sống cũ của bạn, con người cũ của bạn sẽ dần được thay đổi. Bạn không cần quan tâm vũ trụ sẽ làm như thế nào, bạn chỉ việc thể hiện mong muốn và nó sẽ giúp bạn. Nhưng bạn cũng phải hiểu rằng bạn phải làm sao để vũ trụ cảm thấy bạn xứng đáng qua các thử thách, tình huống nó tạo ra. Và cũng không quên sử dụng lòng biết ơn sau mỗi mong muốn bạn tưởng tượng hoặc ghi ra. Nó có tác dụng thúc đẩy cảm xúc lên gấp nhiều lần để năng lượng bạn phát ra càng tích cực và mạnh mẽ. Khi đó bạn càng thu hút lại được nhiều thứ chung tần số theo lực hấp dẫn vũ trụ. Nhưng bạn phải hiểu rằng, bạn phải cho vũ trụ thời gian thể hiện những mong muốn của bạn. Nó phải xem bạn có xứng đáng không và đưa ra thử thách cho bạn. Thay vì phàn nàn và than trách, hãy sống với lòng biết ơn hàng ngày và coi những trở ngại trong cuộc sống của bạn chính là thử thách vũ trụ đưa ra để chuẩn bị cho một sứ mệnh to lớn hơn của bạn. Chỉ có một thứ không đổi là chỉ có chính bạn mới giúp bạn được. Bạn là người quyết định bạn có thực hành liên tục việc tưởng tượng này không, bạn có kiên trì để thực hành mỗi sáng, mỗi tối, mỗi khi bạn nhớ hay không. Cuộc đời bạn là do chính bạn tạo ra chứ không phải do số phận an bài. Bạn phải tin tưởng bản thân bạn xứng đáng. Tin tưởng vũ trụ nhiệm màu này luôn luôn phong phú để giúp tất cả mọi người, bởi vũ trụ không thể phớt lờ thứ mà nó tạo ra. Đó chính là con người. Tóm lại bây giờ tôi sẽ tổng hợp lại từng bước cho bạn thực hành theo kinh nghiệm của tôi. Và tôi sẽ dùng những câu thể hiện mong muốn của hàng ngàn vĩ nhân trên thế giới đã dùng cho đến nay. Thứ nhất, bạn hãy lấy giấy bút ra và tìm một nơi thật sự yên tĩnh, viết ra cho tôi. Tôi hạnh phúc và biết ơn bởi vì tôi là người thành công, tôi là người thịnh vượng, tôi là người tự do, tôi là người khỏe mạnh. Hãy viết chậm và thì thầm trong đầu bạn một cách chân thành nhất. Hãy tự hỏi tâm trí mình xem, mình trở thành những người như vậy, mình sẽ làm gì, đó là khả năng tưởng tượng của mỗi người. Nếu thấy khó quá hãy dùng điện thoại tải những bức ảnh liên quan đến mong muốn của bạn. Và xem nhiều lần để chúng ăn sâu vào tâm trí tiềm thức của bạn. Và nhớ là càng chi tiết, càng rõ ràng càng tốt. Hãy cố gắng cảm nhận chúng bằng tất cả các giác quan của mình. Thứ hai, sau khi tưởng tượng với cảm xúc tích cực và sự sung sướng khi đang được sống trong thế giới đó, bạn hãy tiếp tục viết ra một câu. Tôi biết ơn vì vũ trụ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận và xứng đáng với mọi điều tôi mong muốn. Hãy biết ơn một cách chân thành. Thứ ba, là tôi chỉ muốn nhắc bạn hãy làm điều này thường xuyên nhất có thể, trước khi bắt đầu một ngày mới hoặc trước khi đi ngủ. Ban đầu chưa quen bạn sẽ thấy hơi khó tưởng tượng và hình dung, nhưng sau này đã quá quen bạn không cần ghi ra giấy nữa và chỉ cần thì thầm và tưởng tượng trong tâm trí bạn. Khi bạn thuần thục rồi, bạn có thể yêu cầu bất kỳ mong muốn nào của bạn theo những câu thể hiện bên trên. Thứ bốn, đây là điều mà tôi đã giúp nhiều người chiến thắng bản thân mình. Đó là hãy nhìn vào gương, nhìn chính vào đôi mắt bạn, hãy nói những câu khẳng định của bạn. Ví dụ tôi giàu có, tôi hạnh phúc. Bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được năng lượng tràn đầy trong bạn và đừng quên biết ơn bản thân mạnh mẽ, biết ơn phiên bản mới của bạn. Thứ năm, đa phần các bạn sẽ hỏi, tôi không thể tập trung hình dung được, tâm trí của tôi chỉ toàn hình ảnh quá khứ, hình ảnh tiêu cực. Đó là bạn đang làm nô lệ cho tâm trí của bạn, chứ không phải là bậc thầy tâm trí như cách tôi đang làm. Hãy tập trung vì điều này rất trừu tượng. Bây giờ hãy hít sâu bằng mũi và thở bằng miệng. Bạn hãy nghĩ trong tâm trí bạn đang có suy nghĩ tiêu cực này. Tôi chán ghét bản thân tôi. Giờ bạn hãy chia câu nói này thành hai phần cho tôi. Một phần là tôi. Phần còn lại là chán ghét bản thân tôi. Trong tâm trí bạn luôn xuất hiện hai phần này. Bây giờ hãy tách cái tôi ra và quan sát phần còn lại là chán ghét bản thân tôi. Chỉ quan sát thôi đừng làm gì và nó sẽ trôi qua, nó đi mất, nó không còn ảnh hưởng gì đến bạn. Còn cái tôi của bạn đang quan sát, hãy tự khẳng định mình tôi mạnh mẽ, tôi thành công, tôi thịnh vượng, tôi là vũ trụ. Bạn thấy không,
Đừng phản ứng với phần bên kia, bạn phải là bậc thầy của tâm trí bạn, đừng làm nô lệ cho tâm trí nữa. Đừng để mọi thứ bên ngoài hay quá khứ ảnh hưởng đến bạn, bạn có làm được không? Bạn phải tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào vũ trụ. Tất cả quá khứ của bạn chỉ là thử thách của vũ trụ trước khi nó giao cho bạn một sứ mệnh to lớn hơn trong cuộc đời bạn. Tôi làm được và hàng triệu con người trên thế giới đều làm được. Tôi chúc mừng vì bạn thành công và thịnh vượng. Nếu bạn thấy video này bổ ích, hãy like và chia sẻ nó cho những người mà bạn yêu thương nhất. Hãy để lại câu biết ơn thể hiện mong muốn của bạn bên dưới bình luận để lan tỏa năng lượng tích cực của bạn cũng như sự cho đi trong vũ trụ này.